thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà đã lấy 2 triệu đồng tiền Việt Nam, đồng thật, mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng, rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật, đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật. Nhưng hành vi của Hà đã bị người dân phát hiện và bắt giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Hoàng Hà, 37 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, 8 năm tù, về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Theo cáo trạng, chiều tối ngày 21 tháng 3 năm 2021, Hà đến cửa hàng giao dịch Viettel ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, rồi lấy 6 tờ tiền Việt Nam đồng thật và 2 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng, để trộn vào nhau và yêu cầu nhân viên cửa hàng chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Lúc này, nhân viên cửa hàng phát hiện 2 tờ tiền nghi giả, do có cùng số seri nên không thực hiện yêu cầu chuyển tiền cho Hà. Biết mình bị phát hiện nên Hà lấy 5 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng số seri ném bỏ và định rời đi, nhưng bị nhân viên cửa hàng và người dân xung quanh giữ lại, báo công an, bắt quả tang cùng tang vật. Tại phiên tòa, Hà thừa nhận, vào khoảng giữa tháng 3 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Hà đã mua được 20 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng với giá 2 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Hà đến Phú Quốc dùng thủ đoạn, dùng tiền thật trộn với tiền giả đến các cửa hàng giao dịch Viettel để chuyển tiền vào tài khoản của Hà. Với phương thức này, Hà đã thực hiện trót lọt 3 lần, thu lợi bất chính được 2 triệu đồng.